Xin chào tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm đã nhận được những lượt đăng ký, lượt theo dõi cũng như cái sự tương tác rất lớn từ rất nhiều các quý vị khán giả. Và điều đó thì Duy Thuận cũng như ban biên tập, ekip của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm rất là trân trọng và cảm mến cái tình cảm mà mọi người đã dành cho kênh. Và để đáp lại cái tình cảm đó thì bên mình cũng đang rất là nỗ lực để đi tìm kiếm những cái câu chuyện hay, những tác giả có lối văn chương viết chuyện đặc sắc để có thể mang lại cho mọi người những cái câu chuyện hấp dẫn và ly kỳ. Và ngày hôm nay, một người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, tác giả Hoàng Nam. Với tài năng viết lách của mình, anh sẽ tạo cho chúng ta một cái câu chuyện cực kỳ hấp dẫn và ly kỳ thuộc thể loại chuyện kinh dị, linh dị mang yếu tố lịch sử. Và đây là một cái câu chuyện dựa trên những cái dữ liệu có thật, kể về những bí ẩn của một vùng sông nước miền Tây, nơi gắn liền với chiến tích Rạch Gầm Xoài Mút. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời mọi người sẽ cùng đón nghe hết 3 phần của câu chuyện này. Vì nó khá là dài nên Thuận và ban biên tập đã quyết định chia thành 3 phần để mọi người dễ dàng đón nghe và theo dõi hơn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 1 của câu chuyện mang tên Những Vong Quỷ Không Đầu. Đây là một câu chuyện dựa trên những dữ liệu có thật mà tôi được một người bạn kể lại. Câu chuyện nói về những bí ẩn của một vùng sông nước miền Tây, nơi gắn liền với chiến tích Rạch Gầm Xoài Mút. Tại nơi đây, bao năm qua giai thoại về 7 phong quỷ không đầu vẫn được những người lớn tuổi kể cho con cháu. Nhưng giai thoại đó không phải để dọa nạt hay mang đến nỗi khiếp sợ, mà là để con cháu đời sau biết đến công ơn của 7 con người, cho dù đã chết nhưng vẫn một lòng bảo vệ quê cha đất tổ. Đến muộn vậy, lầu lét nhé. Vừa bước vào trong quán cà phê quen thuộc, tôi đã nghe tiếng của Nhật vang lên. Đưa mắt nhìn qua, tôi thấy nó đang tựa đầu vào sofa dáng vẻ hưởng thụ. Mày đến lâu chưa? Sao hôm nay gọi tao ra đây có chuyện gì thế? Tôi tiến lại, đặt ba lô xuống sofa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cười nói. Nhật thấy vậy thì bĩu môi. Lâu không gặp thì gọi ra uống ly cà phê thôi. Mà mày quý cái laptop đó còn hơn vợ ấy nhỉ? Ừ, bao nhiêu tâm huyết tao để trong đó cả. Tôi cười đáp. Nghe tôi nói vậy, Nhật lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Có lẽ nó biết cái mà tôi gọi là tâm huyết kia chính xác là thứ gì. Công việc của mày cũng ổn, còn vẽ vời viết lách làm gì cho mệt. Thời gian rảnh sao không thể dục thể thao cho khỏe người. Bụng dạo này to lắm rồi đấy. Đặt ly cà phê xuống, Nhật chỉ bụng tôi trêu chọc nói. Tao mê viết mày cũng biết được còn gì. Tao muốn chia sẻ những câu chuyện về thế giới tâm linh mà tao đã trải qua cho mọi người biết tới. Mày viết tâm linh? Nhật có chút bất ngờ khi nghe tôi nói. Cái thằng này. Vậy mà tao cứ nghĩ mày sẽ là người ủng hộ những tác phẩm của tao cơ đấy. Chưa đọc qua à? Tao có lai dạo mấy bài. Biết mày viết lách thôi, chứ có đọc nội dung bao giờ. Nhật cười trừ. Nếu nói về thế giới tâm linh, thì tao cũng đã từng được nghe, được trải nghiệm. Nó thực sự huyền ảo và có những thứ đến bây giờ tao vẫn còn đang rất mơ hồ về sự hiện hữu của nó. Nhìn ánh mắt Nhật đăm chiêu, tôi biết nó đang nghiêm túc. Vì tò mò nên tôi lên tiếng. Nếu mày tin tưởng vào cây viết triển vọng này thì kể đi, tao thích những câu chuyện có thật. Có lẽ Nhật cũng nhận ra sự háo hức trong mắt tôi, nó híp mắt nhìn tôi nói. Rồi, nhưng mà tao nói trước, câu chuyện tao sắp kể cho mày nghe. Có những chuyện tao trực tiếp trải qua, nhưng cũng có những chuyện tao được nội tao và những cụ già ở quê kể lại. Độ xác thực qua lời kể thì mày biết rồi đấy. Thêm mắm rặm muối như thế nào là việc của mày, cơ mà nhớ ghi nguồn, ha ha. Tôi hí hửng gật đầu lia lịa. Nhật rít thêm một hơi thuốc, sau đó bắt đầu kể. Ánh đỏ tỏ ra từ đầu điếu thuốc cộng với không gian yên tĩnh đến lạ thường của góc quán cà phê, càng làm cho câu chuyện quá khứ của nó tăng thêm phần thú vị. Tôi cứ như vậy chăm chú lắng nghe, tất cả mọi thứ lúc đó như không tồn tại. Những hình ảnh tôi mường tượng ra qua lời kể của Nhật dần xuất hiện. Sự thần bí của thế giới tâm linh ngày một xâm chiếm sự tò mò khám phá của tôi. Vào những năm 2001, đất nước bắt đầu có những sự chuyển mình mạnh mẽ. Thế nhưng miền quê Ngũ Hiệp, Trà Tân của Nhật lại đang chật vật thu dọn những tàn tích do trận lũ năm 2000 để lại. Cũng trong thời điểm này, tại nơi đây xảy ra rất nhiều chuyện thần bí khó lý giải. Chính điều đó đã khiến thế giới quan về tâm linh, huyền ảo của đại bộ phận người dân miền sông nước Ngũ Hiệp, Trà Tân cũ càng được củng cố. Có thể nói, thế lực tâm linh nơi đây đã thấm dần vào trong tư tưởng mỗi người, khiến họ dần quen và chấp nhận sống chung với nó. Nội ơi nội, con về thăm nội nè nội ơi. Tiếng của Nhật từ ngoài cổng vọng vào, khiến bà cụ Tử có chút giật mình. Bà nhận ra tiếng của đứa cháu yêu quý nên vui lắm, vội vã ghé tạm ấm nước sang một bên, dụi bếp cho tắt hẳn. Bà Tử chân bước ra ngoài, cái miệng móm mém nở một nụ cười thật tươi. Mèng ơi, thằng Nhật về thăm nội đấy à? Nào, để nội xem có lớn thêm được chút nào không. Bà Tử vừa nói, vừa xoa nắn khắp mặt mũi đứa cháu nội. Kế đó lại nói tiếp. Thế bố mẹ đâu? Sao có mình mày về thế này hả con? Bố mẹ con có việc bận nên không về được nội ạ. Tiện có chú Mạnh về quê nên bố mẹ nhờ chú ấy đem con về chơi hè. Nhật nhanh nhảu đáp. Bà Tử nghe vậy cũng không hỏi thêm. Bà biết con cái trên thành phố bận bịu. Thôi được rồi, vào nhà rửa mặt mũi tay chân cho mát đi con. Nội mà biết mày về sớm thì nội đã thịt con gà rồi. Trưa nay ăn tạm cá kho tương vậy ha. Nhìn thấy nội nói luôn mồm, Nhật biết nội vui lắm. Nó vâng dạ rồi chạy ra sau nhà rửa mặt. Dòng nước mắt lạnh chảy trên da thịt khiến Nhật khoan khoái hơn nhiều. Khi trở vào nhà trong, Nhật nhìn thấy trên bàn đã bày biện bát đũa. Ở giữa còn có một bát cá kho thơm lừng đang bốc khói. Cả một buổi sáng rong ruổi trên xe, bụng của Nhật đã sớm đánh trống. Lúc này bà Tử cũng đem nồi cơm từ dưới bếp lên. Nhìn thấy Nhật nhìn đăm đăm vào bát cá, bà Tử cười nói. Đói lắm rồi phải không? Nhật gật đầu lia lịa. Bà Tử lấy bát cơm đưa sang cho nó. Ánh mắt của bà hiền từ nhìn đứa cháu đang vả từng miếng lớn, chốc chốc lại khen cơm bà nấu ngon. Trong lòng bà không khỏi vui vẻ. Đúng lúc hai bà cháu đang ăn cơm trưa thì từ ngoài bến sông cạnh nhà vang lên tiếng người kêu thét. Bà Tử để bát cơm xuống chạy ra xem có chuyện gì thì bắt gặp bà Liên hàng xóm, bộ dạng hớt hải chạy từ hướng về bến sông. Vừa chạy bà Liên vừa kêu lên. Ôi rồi ôi, lại có đứa nó chết trương ngoài kia rồi bà con ơi, ra mà xem. Nghe thấy có người chết trôi, bà Tử nét mặt co rúm lại. Cứ mỗi lần làng có người phát hiện ra xác trôi sông hay có người nào đó trong làng chảy mai sảy chân chết đuối là bà Tử lại nhớ tới trận lũ năm ngoái tại dòng sông này, nơi đã cuốn đi ông Hải chồng bà và rất nhiều người khác nữa. Thế lại phát hiện xác trôi sông hả cô Liên? Thấy bà Liên chạy gần tới, bà Tử với tay gọi. Bác Tử đấy à, nãy em với nhà cô Loan ra sông giặt quần áo thì phát hiện cái xác vẫn như các lần trước bác ạ, chết trắng toàn thây. Thôi, em đến nhà bác trưởng ấp báo cáo cái đã nha. Bà Liên nói đoạn lại tất tưởi chạy đi. Lúc này cũng có nhiều người bị tiếng la choe choé của bà Liên làm chú ý, kéo đến rất đông. Nhật đợi mãi không thấy bà Tử vào ăn cơm, lại thấy tiếng huyên náo bên ngoài ngày một nhiều, nên cũng chạy ra xem. Nội ơi, có chuyện gì vậy nội? Nhật đến bên cạnh bà Tử hỏi nhỏ. Bà Tử thở dài đáp. Ấp lại có người phát hiện xác trôi sông con ạ. Nhật nghe bà Tử nói như vậy thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ. Nội nói là lại có sao? Không lẽ đã có nhiều trường hợp khác tương tự? Bản tính thanh niên hơi mới lớn khiến Nhật không khỏi tò mò. Nó bám tay bà Tử nũng nịu. Nội cho con ra xem vớt xác nha nội. Từ bé tới giờ con chưa có xem qua á nội. Không được, người chết có gì mà xem con. Con ở nhà cho nội, để nội ra đó xem tình hình như thế nào. Bà Tử kiên quyết không cho Nhật đi theo. Có lẽ bà sợ Nhật đang ở độ tuổi phát triển cả về thể xác lẫn tâm hồn. Để nó nhìn thấy những sự việc kinh hãi là điều không nên. Bà Tử nói đoạn, liền cùng mấy người dân ấp kéo nhau ra phía bến sông. Nhật tò mò lắm, nhưng bà Tử không cho đi nên nó đành chịu. Lúc mà Nhật đang còn tiếc nuối, thì phía bên kia hàng rào có tiếng gọi khe khẽ. Ê Nhật, mày về hồi nào thế? Sao không sang tao chơi? Nhật giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra người vừa gọi nó chính là thằng cu chính. Đứa bạn cởi chuồng tắm mưa ngày nào. Nhận ra chính, thằng Nhật vui lắm, nó vội chạy lại hỏi han. Tao mới về hồi nãy thôi, đang tính cơm chưa xong là qua mày. Mà dạo này đói ăn hay sao? Mà mày chẳng lớn thêm được tẹo nào thế? Lũ lụt cả làng đói chứ mình nhà tao đâu. Thằng Chính thấy bạn buồn thì an ủi. Nội mày nói đúng đấy, mày có nít ra đó làm gì? Ái chà, mới có 1 năm không gặp mà người lớn quá ta. Có tin chiều tao gọi thằng Tùng thằng Tuân lột quần búng ấy của mày không hả? Nhật nói xong, lại đưa tay lên búng búng ra ý trêu ghẹo. Ấy thế nhưng thằng Chính chỉ khẽ cười, kế đó nói. Mày thật sự muốn ra đó xem à? Nhật thấy thằng bạn xuôi ý, liền gật đầu quả quyết. Chính nhíu mày như đắn đo điều gì, một lát sau mới lên tiếng. Vậy tao đưa mày đi, cơ mà mày phải hứa không được ra quá gần mép nước. Được rồi mà, tao cũng đâu muốn bị tét mông, mà thôi, nhanh lên, không người ta quấn chiếu là hết xem bây giờ. Nhật thấy Chính đồng ý thì vui lắm, miệng thúc giục. Chính ở một tiếng, rồi xoay người đi trước. Nhật thấy vậy thì mau chóng chạy theo. Hai thằng lẹn ra vườn sau nhà Chính, chui qua mấy bờ rào râm bụt, tiến dần ra phía bờ sông. Khi cả hai ra gần tới nơi, thì đã nghe tiếng bàn luận của mấy người lớn trong ấp. Nhật nghe loáng thoáng được người chết là một người đàn ông, thân thể bị thứ gì đó cắn rách nhiều chỗ. Càng nghe, Nhật càng tò mò muốn tiến lại gần hơn xem cho rõ. Thế nhưng lúc Nhật định tiến lại gần, thì bị thằng Chính kéo lại quát khẽ. Tao đã bảo mày không được ra gần mép nước cơ mà. Nhật bị thằng Chính làm giật mình thì khó chịu mắng. Mẹ cái thằng này, mày bé cái mồm thôi. Người ta mà nghe được thì thâm đít bây giờ. Mà mày nghe thấy gì không? Họ nói cái xác bị thứ gì đó cắn rách đấy. Liệu có phải cá sấu không mày? Nghe Nhật nói như vậy, Chính lắc đầu đáp. Không phải sấu đâu, thuồng luồng đấy. Cái gì? Mày đùa tao đấy à? Thuồng luồng chỉ có trong chuyện cổ tích thôi ông tướng ạ. Nhật bị câu trả lời của Chính làm cho bật cười thành tiếng, chút xíu nữa là bị lộ. Chính thấy Nhật không tin lời mình nói, thì nhíu mày giải thích. Tao không đùa đâu, tao thấy nó rồi. Thật ra nó không giống trong chuyện cổ tích đâu. Ý mày là sao? Nhìn thấy nét mặt Chính nghiêm túc, Nhật nổi máu tò mò hỏi. Chính hướng mắt ra phía dòng nước chảy xiết của sông Tiền nói. Nó không giống rồng như người ta hay nói. Tao thấy nó giống cá chê khổng lồ hơn. Nhưng điểm khác nhau của hai loài ấy là thuồng luồng có chân, còn cá chê thì không có. Mày tào lao quá mày ơi. Nếu mày mà gặp thuồng luồng thật, thì mày lại còn ở đây nói chuyện được với tao đấy. Tiền sư mày, đọc chuyện cổ tích ít thôi. Nhật nói đoạn lại nhăn răng rác cười. Chính biết có nói nữa Nhật cũng chẳng tin, nên đành thở dài im lặng. Cả hai kết thúc câu chuyện cũng là lúc ngoài bến nước cái xác chết trôi được dân ấp gói ghẹm cẩn thận vào trong một manh chiếu. Tiếng ông Tịnh trưởng ấp ồm ồm vang lên. Kể từ sau đợt lũ vừa rồi, đây đã là cái xác thứ 10 trôi vào bến này rồi. Ấy mà cái nào cũng giống cái nào, đều bị cắn đứt thành từng đoạn. Tôi xem cái việc này nó không bình thường đâu. Bà con hạn chế ra sông tắm giặt để đảm bảo an toàn. Ông Tịnh vừa dứt lời, mọi người cũng nhao nhao đồng ý. Kế đó cả đoàn đem xác chết kia đem vào bãi tha ma chôn cất, xem như làm chút công đức giúp cho họ được yên nghỉ. Thấy mọi người rời đi, lúc này Nhật và Chính cũng lặng lẽ trở lại nhà. Này, ở lại chơi với tao tí đã. Vừa về đến nhà, Nhật đã thấy Chính định đi, nó vội gọi với theo. Chính không quay lại chỉ đáp. Lúc nào cần thì tao qua, đừng có tìm tao, không thấy đâu. Mà nhớ đừng có ra mép sông. Chính nói đoạn lại nâng tay búng búng y như Nhật làm khi nãy. Nhật hiểu ra ý nó thì cười hề hề. Bộ dạng lạnh lùng khi nãy của Chính nó không quen. Đây mới đúng là thằng bạn thân của nó. Sau khi Chính đi, Nhật nhanh chóng đi vào trong nhà, ngồi xuống mâm cơm đang ăn dở, cầm bát tiếp tục đánh chén. Một lát sau thì bà Tư về, thấy Nhật vẫn ở nhà thì xoa đầu khen. Lớn rồi mà vẫn nghe lời bà, thế là ngoan. Nào, ăn thêm đi cho no, rồi lên giường ngủ một giấc. Chiều cô ba với dượng ba mày lên chơi, nội thịt gà cho mà ăn. Nhật vâng dạ rồi cúi đầu ăn như thằng chết đói. Nãy giờ băng rào, rình mò ngoài bến sông nó cũng khá mệt. Ánh nắng oi ả của trưa hè đưa Nhật vào giấc ngủ rất nhanh. Trong cơn mê man, Nhật thấy mình đang đứng bên một dòng nước chảy xiết. Chốc chốc dưới dòng nước lại xuất hiện những bóng người mờ ảo đang chới với. Trong số đó, nó nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Nhật nhận ra bóng người đó là ông nội của nó. Nhật sợ hãi lớn tiếng gọi, nhưng ông nội nó không đáp lời, chỉ cố xua tay, cứ như muốn đuổi nó đi. Kế đó tất cả bóng người từ từ chìm xuống rất nhanh, cứ như có ai đó nắm chân mà kéo xuống vậy. Nhật! Nhật! Sao thế con? Tiếng bà Từ gọi dồn kéo Nhật ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Mồ hôi trên trán nó nhễ nhại. Nhật mếu máo nói: Nội ơi, con mơ thấy ông nội. Con mơ thấy ông bị nước lũ cuốn đi. Bà Từ nghe Nhật nói vậy thì cũng rưng rưng nước mắt. Bà biết thằng Nhật từ bé đã rất quấn ông Hải chồng bà. Giờ ông nó mất, nó thương nhớ, nên mê man cũng là điều dễ hiểu. Bà Từ ngồi sát lại, ôm lấy đứa cháu yêu quý mà an ủi: Ông nội con luôn ở bên chúng ta. Chắc ông biết con về chơi nên về thăm con thôi. Nhưng mà ông xua tay đuổi con. Nhật vẫn mếu máo. Trông bộ dạng nó lúc này giống như đứa bé 5 tuổi hơn là 15 tuổi. Không sao đâu con. Chắc đi đường mệt nên mê sảng thôi. Ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh ngủ. Giờ này chắc cô chú của con cũng sắp lên rồi đấy. Nhật ngồi thử ra một hồi rồi mới đi ra sau nhà rửa mặt. Đúng lúc này thì phía ngoài cổng tiếng nói cười chào hỏi vang lên. Là tiếng của cô Mai. Nhật nhận ra giọng nói ngoài kia. Những suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi bay biến. Nó ba chân bốn cẳng chạy sát ngoài. Vừa chạy vừa nói: Nội ơi cô Mai, chú Kiên về rồi nội ơi. Bà Từ đang loay hoay trong bếp nghe vậy cũng tiến ra. Hôm nay có lẽ là ngày mà bà Từ vui nhất kể từ ngày ông Hải mất. Hai vợ chồng về rồi đấy hả? Đi đường có mệt lắm không con? Dạ chúng con chào mẹ. Mẹ làm gì dưới bếp mà mặt mũi tèm lem vậy nè? Cô Mai thấy bà Từ mặt mũi dính nhọn nồi, liền bước lại vừa lau vừa hỏi. Bà Từ cười cười đáp: Thì biết vợ chồng con xuống thăm mẹ. Hôm nay thằng Nhật nó cũng mới về chơi nên mẹ thịt con gà. Thôi vào nhà nghỉ mệt đi. Mẹ làm ù cái là xong ấy mà. Thôi mẹ cứ để cho con làm. Cô Mai nói đoạn liền tranh việc với bà Từ. Lúc này chú Kiên cũng nói chen vào: Mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi. Chúng con lâu rồi mới về thăm mẹ mà. Mẹ cứ để cho vợ con làm. Chú Kiên nói đoạn liền cùng Nhật kéo tay đưa bà Từ lên nhà. Vừa vào đến nhà, chú Kiên đã nhìn Nhật từ trên xuống dưới rồi cười nói: Ái chà, cô Nhật mới có 1 năm chú không gặp mà đã lớn phồng phao lên rồi. Sao? Có người yêu chưa nào? Chú cứ trêu cháu. Cháu còn đang đi học mà. Nhật có chút ngại ngùng nói: Đúng thật từ bé đến giờ nó chưa có yêu qua ai. Dù hiện tại nhiều đứa trẻ thành phố 14-15 tuổi đã biết yêu đương rồi. Câu chuyện cứ như vậy trở nên rôm rả hơn. Chú Kiên không ngừng hỏi han sức khỏe của bà Từ, cũng không quên nhắc tới chuyện mời bà lên huyện ở cùng vợ chồng cô chú. Bà Từ thì vẫn vậy, luôn từ chối, dù là bố mẹ Nhật nói hay vợ chồng cô Mai chú Kiên. Mọi người đang nói chuyện gì mà rôm rả thế? Đang lúc mọi người nói chuyện, thì cô Mai từ dưới bếp đi lên, trên tay còn bê thêm 1 mâm đầy thức ăn. Chú Kiên phụ vợ đỡ mâm cơm xuống, miệng nói: Anh đang thuyết phục mẹ, một là lên huyện ở với vợ chồng mình, hai là lên thành phố ở với nhà cô Nhật, mà mẹ không có nghe. Cô Mai hiểu ra vấn đề, cũng mở miệng thuyết phục: Chồng con nói phải đấy mẹ, giờ bố mất rồi, còn có mình mẹ ở đây, chúng con chẳng yên tâm chút nào. Mà nãy về tới đầu ấp, con nghe người ta kháo nhau rằng gần đây ấp mình hay xảy ra việc lạ à mẹ? Bà Từ nghe con gái hỏi tới việc này thì thở dài thườn thượt đáp: Đúng con ạ, đúng là gần đây ấp mình hay xuất hiện các xác chết trôi dạt vào. Mọi người cho là sự lạ bởi mấy cái xác đó đều trôi vào phía bụi tre nơi có cái miếu nhỏ thờ thất quỷ vô diện. Cô Mai nghe bà Từ nhắc tới thất quỷ vô diện thì có chút giật mình. Như nhớ lại chuyện gì, cô quay sang chồng nói: Eo ôi, cái miếu đó thiêng lắm á anh. Ngày nhỏ em với bố thằng Nhật có lần ra đó chơi cùng đám bạn. Có đứa nghịch dại tiểu vào miếu, đến tối bị thất quỷ tìm đến tận nhà của trách đấy. 7 ngày xưa nay chẳng hại ai, nên chỉ dọa đứa kia một chút rồi đi. Chú Kiên nghe vợ nói thì chỉ cười cười. Chú vốn là bộ đội cụ Hồ, ăn ngủ bên xác chết bao năm, mà chẳng bao giờ thấy sự lạ, nên không tin vào mấy chuyện quỷ thần. Bà Từ cũng biết tính chú Kiên, nên xua xua tay bảo mọi người ăn cơm, không nói đến vấn đề đó nữa. Nhật nãy giờ ngồi một bên, nghe cô Mai nhắc đến miếu thất quỷ thì tò mò lắm. Nó sinh ra ở đây nên cũng biết đến ngôi miếu nhỏ kia. Nhưng khu miếu được dân ấp phân cho nhà ông Dũng trông nom hương khói, lại cấm đám trẻ con không được tiến vào, nên Nhật dù biết đến nhưng vẫn chưa một lần được đến miếu. Nhật định bụng chiều nay phải tìm đám bạn thuở nhỏ, rủ bọn nó lẻn vào xem thử, xem ngôi miếu thờ thất quỷ kia rốt cuộc ra làm sao. Nghĩ là làm, chiều ngày hôm đó sau khi xin phép nội đi chơi, Nhật chạy ngang sang nhà thằng Chính, định rủ nó đi cùng. Thế nhưng vừa chạy tới cổng, đập vào mắt Nhật là cánh cửa sắt phía trên còn có một ổ khóa đã hoen rỉ. Nó lớn tiếng gọi vào trong mấy lần, nhưng không thấy ai đáp lời. Nhật nhớ lại câu nói của Chính hồi trưa, nó tặc lưỡi, chạy qua nhà hai thằng Tùng và Tuân. Lâu ngày mới gặp lại, nên cả ba đứa vui lắm, luôn mồm hỏi han nhau. Cả năm không gặp rồi nhỉ? Càng ngày càng giống trai thành phố rồi đấy. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, thằng Tùng lên tiếng. Thằng Tuân cả năm cũng nói thêm vào. Thế đã có người yêu chưa? Nhật bĩu môi mắng. Đã cả năm còn nhiều chuyện. Tí tuổi bày đặt yêu với chả đương. Thằng Tuân cãi. 15 tuổi đầu rồi. Nhỏ nhắn cái mẹ gì nữa. Thôi, nói chuyện với mày tao nhức đầu ghê á. Tao hỏi này, hai đứa mày đã đứa nào được vào miếu thất quỷ chưa? Cái miếu ở gần bến sông, chỗ mà ấp mình hay phát hiện xác chết trôi ấy. Hai thằng Tùng Tuân nghe Nhật nhắc tới miếu thất quỷ thì có chút giật mình. Thằng Tùng nói, mày mới về, hỏi chuyện ấy làm gì? Bố mẹ tao bảo chỗ đó không phải chỗ chơi đâu. Mà dạo gần đây chuyện lạ cứ xảy ra liên tục, tốt nhất là không nên ra đó. Nghe Tùng nói, Nhật càng thêm tò mò. Sao mày nói giống thằng Chính thế? Nó thì bảo tao không được ra mép nước, còn mày thì... Nhật còn chưa nói hết lời thì nhận ra trong mắt hai thằng bạn toát lên sự sợ hãi. Nó nghi hoặc lại hỏi, hai thằng mày làm sao đấy? Bị trúng gió à? Thằng Tuân lắp bắp. Mày nghe thằng Chính nó nói á? Ừ, thì hồi trưa tao gặp nó còn dẫn tao đi xem lén người ta vớt xác mà. Làm sao chúng mày ngạc nhiên thế? Mà nghĩ cũng lạ, nãy tao qua nhà thì thấy cửa nhà nó khóa. Cái ổ khóa hoen rỉ cứ như lâu rồi chẳng ai mở ra ấy. Nhật cứ thế nói liên hồi mà không để ý đến hai thằng bạn tay chân đã sớm run lẩy bẩy. Sau một thoáng im lặng, thằng Tùng lên tiếng. Nhật, mày chắc chắn là thằng Chính chứ? Mặc dù cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của thằng Tùng có gì đó khác với tính cách của nó mọi ngày, nhưng Nhật vội gật đầu quả quyết. Tùng thấy vậy thì nhíu mày. Kế đó nó cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất nói. Tao nói mày đừng sợ, nhưng mà cái thằng Chính nó chết trong trận lũ năm ngoái rồi. Cả nhà nó 3 người chết cả. Ngôi nhà đó bỏ hoang từ độ đó đến giờ. Nội mày không nói mày nghe sao? Nhật nghe tới đây thì lớn tiếng mắng Tùng. Mẹ cái thằng này, bạn bè chơi thân với nhau thật đấy, nhưng không được đem chuyện sống chết ra nói đùa. Rõ ràng hồi trưa tao còn nói chuyện với nó mà. Những lời nói cuối cùng vừa dứt, Nhật bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy nó không tin những lời thằng Tùng vừa nói, nhưng trong đầu vẫn lục lại những chuyện diễn ra hồi trưa. Nó nhớ lại những lời thằng Chính nói lúc ra về. Chính bảo Nhật đừng tìm nó. Rồi cảm giác lạnh lẽo chuyển tới cánh tay Nhật khi Chính kéo nó lại, cùng với câu chuyện về thuồng luồng mà Chính kể cho Nhật nghe. Lúc đó trong đầu Nhật còn cho rằng thằng Chính nói điêu. Nhưng đến hiện tại khi sâu chuỗi tất cả sự việc đó lại, Nhật không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Không lẽ những lời hai thằng Tùng và Tuân nói đều là sự thật? Thằng Chính thực sự đã chết, và thằng Chính mà nó gặp hồi trưa vốn dĩ chỉ là một hồn ma. Chúng mày nói tất cả đều là sự thật. Thằng Chính thật sự đã chết ư? Nhật luôn giọng hỏi lại như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe. Chuyện này đâu phải để đùa. Mày không tin tao đưa mày ra thăm mộ nó. Thằng Tùng nói đoạn liền tiến bước đi trước. Thằng Tuân kéo tay Nhật bước theo, sau đi ra bãi tha ma của ấp. Cả ba đi một lúc thì bãi tha ma dần hiện ra trước mặt. Cho dù vẫn là ban ngày, nhưng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ bãi tha ma vẫn khiến Nhật cảm thấy ớn lạnh. Nó không hiểu vì sao cứ mỗi lần đi qua nơi vắng vẻ, hay những nơi có người mới chết, nó đều có cảm giác này. Đây là mộ nó. Bác Thằng dừng lại trước một gò đất đã mọc đầy cỏ dại. Thằng Tùng ngồi xổm trước gò đất, dùng tay phủi bụi trên tấm bia đá nói. Nhật chăm chú quan sát, phía trên bia đá ghi rất rõ ràng. Họ tên người mất, Nguyễn Văn Chính, ngày mất 14 tháng 7 năm 2000, hưởng dương 14 tuổi. Đến bây giờ thì Nhật đã tin những lời hai thằng Tuân Tùng nói. Nó thất thần ngồi phịch xuống trước ngôi mộ, hai tay xoa xoa tấm bia đá, nước mắt nó rơi xuống vì xót thương cho số phận thằng bạn nối khố. Nó nằm đây, thế hai bên là bố mẹ nó có phải không? Sau hồi lâu im lặng, Nhật lên tiếng hỏi. Tùng lắc đầu đáp. Nằm đó lũ lớn, người ở ấp chết rất là nhiều, hầu như là mất xác. Chỉ có xác thằng Chính là dạt vào bờ, ngay cái chỗ mà ấp mình hay phát hiện xác chết trồi ấy. Chỗ rặng tre, sau miếu thất quỷ kia kìa. Như sợ Nhật không hiểu, thằng Tuân nói thêm, tay chỉ về lũy tre rậm rạp phía bến sông. Nhật hướng mắt theo tay thằng Tuân, bất giác thân thể nó run lên từng chập, như có một khối băng lớn đang đè ép tâm can nó. Chính là mày phải không Chính? Nhật lắp bắp khi nhìn thấy một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện phía sâu trong bụi tre. Tùng Tuân nghe Nhật lảm nhảm thì có chút sợ sệt. Cả hai thằng nheo mắt chăm chú nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì. Nghĩ là Nhật vì thương thằng Chính quá nên sinh ra ảo giác. Tùng thở dài tiến lại gần an ủi. Chắc nó biết mày về nên đến thăm mày thôi. Cũng chiều muộn rồi, về thôi mày. Mày mua ít bánh kẹo bọn mình lại ra thăm nó nhé. Nhật gật đầu buồn bã. Kế đó cả ba thằng đứng dậy ra về. Hiện tại Nhật cũng chẳng còn tâm trí mà tò mò về miếu thất quỷ nữa. Tối ngày hôm đó, khi màn đêm dần nuốt trọn mọi sự vật hiện hữu nơi miền quê của Nhật, cũng là lúc những chuyện quái dị bắt đầu diễn ra. Nơi cuối ấp, tiếng chó chu inh ỏi hơn mọi ngày. Từ trong ngôi nhà ngói ba gian, tiếng ông Dũng chửi đồng ra ngoài. Mẹ cha chúng mày, hôm nay ăn phải cái giống gì mà sủa lắm thế? Vừa nói, ông Dũng vừa xách cái đèn pin đã cũ bước ra ngoài. Ánh đèn pin rọi khắp bốn phía, chỉ thấy mấy con chó nhà nuôi cứ nhảy chồm lên mà sủa liên hồi. Bà Vân vợ ông Dũng ở trong nhà, thấy chó sủa mãi không dứt cũng đi ra. Thấy ông Dũng đang soi đèn ra bốn phía thì hỏi. Thế có chuyện gì đấy ông? Sao mà chó nó sủa lâu thế? Hay là có trộm? Ông Dũng nghe vợ hỏi thì đáp. Tôi đợi đèn nãy giờ có thấy cái mẹ gì đâu. Mà cái ấp này từ trước tới giờ làm gì có trộm cắp. Nếu có chúng nó cũng tìm nhà có của, chứ nhà mình có cái đếch gì mà trộm. Bà Vân nghe chồng nói thấy cũng phải nên tặc lưỡi. Thôi ông vào nhà ăn cơm kẻo nguội. Ông Dũng ở một tiếng rồi sai người đi vào nhà. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước thì một cơn gió lạnh thổi thốc vào hiên nhà, khiến ông Dũng rùng mình. Cái mùi tanh tưởi hôi thối này ở đâu ra nhỉ? Ông Dũng ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, liền quay đầu nhìn lại. Trước mắt ông vẫn là một màn đêm đen đặc. Ông Dũng nghĩ thầm, chắc là có con gì nó chết gần đây. Đám chó ngửi thấy mùi nên nãy giờ mới sủa inh ỏi như vậy. Nghĩ là vậy nên ông Dũng tiếp tục bước vào nhà. Định bụng cơm nước xong phải soi đèn kiểm tra một vòng quanh khu đất nhà ông đang ở và khu miếu xem có gì hay không. Trời mùa hè, không khí trong ấp oi bức, nhưng phía mép sông Tiền lại lộng gió. Từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi vào mặt, khiến ông Dũng cảm thấy khoan khoái. Sau bữa cơm tối, ông Dũng tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm con rựa sáng loáng đi dọc mép nước quanh miếu, kiểm tra xem mùi hôi thối nãy giờ bắt nguồn từ đâu. Nhưng lạ thay, đi gần hết một vòng mà ông Dũng chẳng phát hiện điều gì, mặc cho mùi hôi thối vẫn thoang thoảng đâu đó. Sau một thoáng suy nghĩ, ông Dũng quyết định đi ra phía ngoài khu đất quanh miếu thất quỷ một chút, xem có phát hiện gì không. Bất chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Ông Dũng nhíu mày khi dường như trong gió, ông nghe thấy tiếng nói của một ai đó. Quay lại. Ông Dũng cảm nhận vành tay lạnh buốt, như sợ mình nghe lầm, ông đưa tay lên xoa xoa hai tay. Tiếng gió vẫn rền rít, câu nói cứ lặp đi lặp lại, có điều mỗi lần lại là một giọng nói khác nhau. Chính điều đó làm ông Dũng như nghĩ tới chuyện gì. Cơ thể ông run run bất giác bước lùi lại phía sau, lùi ra xa khỏi hàng rào sâm bụt mấy bước. Bên tai ông Dũng tiếng gió vẫn thì thào, cứ như ai đó đang trò chuyện. Ông Dũng nín thở như muốn nghe hết từng câu từng chữ. Con thủy quái kia cuối cùng cũng trở lại. Nhị Diện nói không sai, 12 xác chết kia có lẽ cũng là nó sai đám vong quỷ xâm đẩy vào, cố tình trấn áp chúng ta. Nhất Diện, giờ phải làm sao? Hiện tại âm khí ngập trời, hài cốt của chúng ta bị oán khí cùng máu thịt của 12 xác chết kia trấn áp, tu vi giảm mạnh, hồn phách cũng bị trói buộc, không thể rời khỏi nơi đây ngăn cản đám thủy quỷ lên bờ hại người. Ai, ta cũng hết cách rồi, chỉ đành chờ có thầy cao tay ấn đem giải thoát hài cốt. Chỉ có vậy chúng ta mới có thể sống mái cùng thủy quái kia một lần nữa. Những âm thanh vang vọng chẳng thấy điểm bắt nguồn, khiến ông Dũng há mồm trợn mắt. Thế nhưng, ngay khi ông Dũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì toàn thân ông như đông cứng lại khi trước mặt ông lúc này, những bóng dáng mờ ảo dần xuất hiện. Bộ dạng của những kẻ đó kỳ quái vô cùng. Tất cả cứ vật vờ men theo lối nhỏ ở bến nước bước vào trong ấp. Ông Dũng cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, như muốn ngăn lại tiếng ú ớ đang trực trở phát ra. Đôi mắt ông trừng lớn, nhìn chân chối vào những điểm sáng đỏ rực đang lập lòe trong đêm. Những điểm đó chính là những đôi mắt của những kẻ kia, dường như bọn chúng đang muốn kiếm tìm thứ gì đó. Mùi hôi thối ngày một nồng nặc, cùng sự sợ hãi đang dần dâng lên đến đỉnh điểm, khiến ông Dũng cảm giác như lồng ngực bị ai đè ép. Mắt ông Dũng dần mở đi, đôi môi mấp máy chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng rồi ngã xuống. Trước khi thần trí trôi vào vô thức, bên tai ông Dũng vẫn quẩn quanh những thanh âm tà mị khi nãy. Khúc sông nguy hiểm, đừng để ai đến gần. Một mạng mất đi thì một quỷ xuất hiện, nhớ kỹ. Thanh âm vừa dứt thì cũng là lúc thần trí của ông Dũng đóng lại. Tiếng chó cắn mà cứ nhấm nha nhấm nhặng từ đầu ấp đến cuối ấp. Thế nhưng tiếng chó sủa dù có to cũng chẳng bằng dàn loa của đoàn văn nghệ mới về ấp biểu diễn hồi đầu tối. Tiếng đàn tiếng hát hòa chung với tiếng cười nói của bà con rộn rã cả khu vực đầu ấp. Bà Liên hồi trưa mới sợ tái cả mặt vì cái xác chết trôi ấy vậy, mà giờ đây cũng đang vỗ tay đôm đốp, miệng không ngừng khen ngợi ca sĩ trên sân khấu. Buổi biểu diễn cứ như vậy diễn ra suôn sẻ đến tận 11 giờ khuya mới kết thúc. Bấy giờ mọi người mới kéo nhau ra về. Trên khắp nẻo đường trong ấp, tiếng bàn tán về buổi biểu diễn vang lên không ngớt. Trên mặt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, mà không biết rằng sâu trong bóng đêm đang có những đôi mắt đỏ vằn nhìn hao háu về phía họ. Quay trở lại nhà ông Dũng, bà Vân thấy chồng đi lâu như vậy mà không thấy về thì lo lắng không yên. Lúc đầu bà còn tưởng ông Dũng sau khi xem xét xung quanh thì cùng hàng xóm đi xem văn nghệ ở đầu ấp, nhưng tiếng đàn tiếng nhạc đã tắt mà bà vẫn không thấy chồng về thì đâm lo. Xách theo đèn pin, bà Vân quyết định đi tìm. Vừa ra đến ngoài sân, bà Vân đã ngửi thấy mùi tanh tưởi. Tò mò bà Vân bấm đèn pin rọi khắp bốn phía quan sát. Vừa tìm kiếm, bà Vân vừa lẩm bẩm. Quái lạ, mấy cái con chó vừa nãy còn sủa ầm ĩ, thế mà giờ cấm có thấy con nào. Mà cái mùi tanh nồng này ở đâu ra nhỉ? Ánh sáng vàng vọt phát ra từ cái đèn pin cũ, rọi lên từng chỗ tối trong vườn. Bất chợt, bà Vân nhìn thấy một vết chất dịch màu đỏ loang lổ trên nền đất. Trong lòng bà Vân có chút hồi hộp, thế nhưng sự tò mò lại thúc giục bà tiến lại xem thứ dịch màu đỏ kia rốt cuộc là cái gì. Bà Vân rón rén bước từng bước tiến lại phía hàng rào sâm bụt. Chẳng hiểu vì tâm lý sợ hãi hay không khí đêm nay thay đổi lạ thường mà bà Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vừa tiến bước, bà Vân vừa đưa đèn pin quét qua lại, cứ như sợ có thứ gì đó từ sau bờ rào nhảy ra. Bất chợt bà Vân nghe thấy tiếng rên ư ử phát ra bên kia bờ rào. Lấy làm lạ, bà Vân đưa đèn chiếu qua hướng phát ra tiếng động. Ánh đèn pin vừa quét tới, bà Vân đã kinh hãi hét lên. Trong ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin, bà Vân nhìn thấy 5 con chó nhà mình đang nằm la liệt trên mặt đất. 4 con trong số đó, thân thể héo quắt như bị thứ gì đó hút sạch đi máu thịt. Tiếng rên ư ử vừa nãy là của con chó mực. Nó là con duy nhất còn sống, nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu, bởi trên thân thể nó giờ đây có rất nhiều vết rách. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt làm bà Vân vô cùng sợ. Trong đêm tối, Tiếng bà Vân hét lên khiếp đảm đã đánh động đến mấy hộ gần đó. Vì mọi người cũng mới đi xem văn nghệ về nên còn thức cả. Nghe thấy tiếng bà Vân hét lên thất thành, tất cả mọi người đều cuống cuồng chạy qua xem có chuyện gì. Nhà chị Vân có việc gì mà hét toáng lên thế? Phía ngoài cổng tiếng bà Hương nhà ở gần nhà bà Vân nhất vang lên. Kế đó người ở mấy nhà xa hơn một chút cũng chạy tới, vừa hỏi han vừa đẩy cửa chạy vào trong sân. Lúc này bà Vân đã sớm bị dọa sợ ngồi bệt dưới đất, miệng ú ớ chẳng nói nên lời. Mấy người vừa tới, nghe tiếng bà Vân ú ớ ở mảnh vườn bên hông nhà, thì đồng loạt chạy qua. Trên tay ai nấy đều cầm theo đèn pin, nên quang cảnh mảnh vườn phút chốc được chiếu rọi sáng trưng. Tất cả mọi người chẳng cần hỏi han, cũng biết lý do vì sao bà Vân hét thất thanh như vậy. Bà Hương lên tiếng: Ôi giời ơi, cái thứ ác nhân ác đức nào mà lại làm ra cái việc này hả giời ơi? Khiếp quá, mà sao mấy cái xác chó này lại lạ thế nhỉ? Sao khô đét hết cả thế này? Tiếng một người khác chen vào: Chết thật hay là có trộm? Mà ông Dũng nhà bà đâu? Bà Hương lo lắng hướng bà Vân hỏi. Bà Vân nghe vậy thì giật mình, như nhớ ra điều gì vội lắp bắp: Các bác ơi, ông Dũng nhà tôi đi đâu từ đầu tối mà chưa thấy về. Bà Vân nói đoạn liền khóc giống lên. Mấy người hàng xóm cũng hoang mang không kém, tất cả bảo nhau chia ra đi tìm. Sự việc trước mắt càng khiến tất cả bọn họ lo lắng hơn. Tiếng gọi tên ông Dũng bắt đầu vang lên phía cuối ấp. Hơn chục ánh đèn pin lập lòe trong đêm. Bà Vân nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã cùng một người nữa đi thẳng ra phía miếu thất quỷ. Những sự việc mới xảy ra hết sức quỷ dị, khiến bà Vân không thể khỏi nghĩ tới những thứ đáng sợ mà bao năm qua vẫn được người già trong thôn nhắc đi nhắc lại. Trong lúc mấy hộ cuối ấp đang nhao nhao tìm kiếm ông Dũng, thì phía đầu ấp, Nhật vẫn đang mẻ nheo, đòi nội nó kể về giai thoại thất quỷ vô diện. Nội ơi, thất quỷ thực sự có tồn tại sao nội? Nội kể con nghe đi. Bà Từ vốn định không kể mấy chuyện đáng sợ cho Nhật nghe, nhưng ánh mắt đáng thương của nó làm bà mủi lòng. Cuối cùng cũng đành đem giai thoại về thất quỷ kể lại. Được rồi, nội kể cho nghe. Cơ mà cấm có được tò mò, rồi ra đó nghịch ngợm, làm các ngài giận là các ngài trách tội biết chưa? Nhật vâng dạ luôn mồm, kế đó chăm chú lắng nghe câu chuyện mà tưởng chừng chỉ là một giai thoại của trí tưởng tượng. Bà Từ xoa xoa đầu Nhật, ánh mắt đăm chiêu như nhớ lại. Giai thoại về thất quỷ thì đã có từ rất lâu rồi. Người ta nói thất quỷ là tướng dưới thời nhà Tây Sơn. 7 ngày đi theo quân Tây Sơn chống lại triều đình nhà Nguyễn, lập lên nhiều công trạng. Vua nhà Nguyễn lúc đó đem bắt người thân của 7 ngài làm mồi nhử. 7 ngài mắc mưu, tất cả đều bị bắt, rồi bị chém đầu ném xác xuống sông. Cũng kể từ đó những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra. Mà đỉnh điểm chính là trận đại chiến Rạch Gầm Xoài Mút giữa quân Tây Sơn và nhà Nguyễn cộng với quân Xiêm. Các cụ có nói năm xưa nơi đây chính là chỗ đóng quân của liên quân Nguyễn Xiêm. Vào đêm diễn ra trận đại chiến, từ dưới lòng sông có 7 người không đầu đi lên, xông vào đồn canh của quân Nguyễn Xiêm, giết hết tất cả lính canh. Đêm đầu chúng đều chặt bỏ, đợi khi Nguyễn Huệ đi qua thì đồng loạt dâng lên. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc chiến. Sau khi dâng đầu giặc, cả 7 người đều bước xuống sông rồi biến mất. Vì không bị phát hiện nên quân Tây Sơn thuận lợi tiến vào chiếm được Tiên Cơ. Đến rạng sáng ngày hôm sau thì giành chiến thắng. Giai thoại về thất quỷ cũng từ đó được người dân nơi đây lưu truyền như tưởng nhớ chiến công của họ, tưởng nhớ những con người dù đã chết nhưng vẫn một lòng vì quê cha đất tổ. Nếu chỉ có vậy thì đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà nội. Nghe bà Từ nói tới đây, Nhật không khỏi thắc mắc. Bà Từ thấy vậy thì cười cười đáp. Trước đây thì nội cũng chỉ xem đó là một truyền thuyết, cho đến khi nội được diện kiến các ngài. Nội nói sao? Nhật há hốc mồm khi nghe bà Từ nói đã được diện kiến thất quỷ. Bà Từ thấy vậy thì nói tiếp. Sự việc xảy ra trước khi cơn lũ tàn ác kia cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, trong đó có cả ông nội của con. Nội nhớ đêm đó là đêm 14, trăng tròn đẹp lắm. Nội trèo ghe chở lúa lên Cù Lao Tam Hiệp bán. Đến khi về thì trời đã khuya. Lúc đi gần đến bến nước ấp mình thì bắt gặp một con sóng lớn, làm ghe chồng chành, chút xíu nữa thì lật úp. Lúc ấy nội sợ lắm, tưởng đâu có sấu to vùng vẫy săn mồi. Nào ngờ dưới ánh trăng thứ nội thấy không phải cá sấu, mà là một khối đen đang oằn mình vùng vẫy. Cái thứ đó nó to lớn lắm, toàn thân nó đen nhánh, bóng lưỡng. Cái đầu nó to như thúng cái, phía trên đỉnh đầu có ụ lớn như sừng, bên mép nó có râu, nhìn qua giống cá chê khổng lồ lắm. Lúc ấy vì hoảng quá nên Nội ngất đi. Trong cơn mê man, Nội nghe như có ai đó nói phải đi khỏi đây ngay, còn nói là cả ấp này phải di tản, nếu không lũ về là chết hết. Mãi đến sáng hôm sau Nội mới tỉnh lại, thấy ghe trôi cách xa bến nước phải đến mấy cây số. Khi về ấp, Nội nói lại chuyện xảy ra với ông nội con, cùng với cả dân trong ấp, thì chẳng có ai tin cả. Mấy ngày hôm sau thì trời đổ mưa lớn liên tục, rồi lũ ùa về, cuốn đi tất cả. Cá chê sao Nội? Không lẽ lời thằng Chính nói là thật, khúc sông quê mình thực sự có thuồng luồng? Nhật đang nằm thì bật dậy hỏi dồn, bởi lẽ những miêu tả của bà Từ và thằng Chính giống nhau đến lạ. Bà Từ nghe Nhật nhắc tới Chính thì cũng có chút hoảng, vội hỏi lại. Thằng Chính nhà Lâm Linh sao? Cả nhà nó mất trong trận lũ ấy, làm sao mà... Nhật nghe bà Từ nói vậy thì vội đem chuyện mình gặp thằng Chính cũng như câu chuyện về thuồng luồng lẩn khuất ở khúc sông này cho bà Từ nghe. Càng nghe, bà Từ càng cảm thấy sợ hãi. Không lẽ thứ bà nhìn thấy năm đó lại chính là thuồng luồng, quái thú cứ nghĩ chỉ có trong truyện thuyết. Cuộc trò chuyện của hai bà cháu cứ như vậy kéo dài cho tới tận 1 giờ đêm, thì Nhật buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bà Từ nhìn đứa cháu nội ngủ ngon lành thì không khỏi thở dài. Kể từ độ tận mắt nhìn thấy thứ sinh vật được gọi là thuồng luồng kia, trong tâm trí bà Từ luôn cảm thấy không yên. Những giai thoại về khúc sông chảy qua Cù Lao Ngũ Hiệp này bà đã nghe qua không ít. Nơi đây không chỉ tồn tại giai thoại thất quỷ, mà còn có những chuyện ly kỳ về những vong quỷ quân Xiêm chết trận năm đó. Có lẽ bọn chúng vẫn lẩn khuất đâu đó dưới làn nước lạnh lẽo của khúc sông, chờ đợi cơ hội ngoi lên một lần nữa. Sột soạt, sột soạt. Sự yên tĩnh của làng quê bị những thanh âm không mấy đứng đắn phá nát. Phía sâu trong bụi chuối cách vị trí nghỉ ngơi của đoàn văn nghệ không xa, có hai con vật đang chật như nhộng quấn lấy nhau, làm ra những chuyện không mấy sạch sẽ. Kìa Tiến, anh nhỏ tiếng thôi, không nhỡ có ai nghe thấy thì chết. Tiếng nói xen lẫn với tiếng thở gấp của một cô gái vang lên. Cái đó là tiếng đáp ngắt quãng của một gã đàn ông. Cả đêm diễn mệt, ai còn sức mà ra ngoài tầm này nữa. Nào, ngoan chiều anh thêm chút nữa. Anh thèm em quá Hoa ơi. Gớm, anh cũng diễn mà sao còn khỏe thế, cứ như trâu ấy. Sự ấm ở trong lời nói của cô gái tên Hoa khiến gã đàn ông tên Tín càng hăng máu. Hắn trồm lên người Hoa mà hôn hít, giống như con thú hoang đang giằng xé con mồi. Thế nhưng ngay lúc cả hai sắp bước lên đỉnh của Vu Sơn thì một tiếng động lạ phát ra, khiến cả hai thót tim, nín thở nghe ngóng. Tiến nhỏ giọng thì thào. Chết mẹ rồi, là thằng Trung. Tiền sư nó, đêm rồi không ngủ mò ra đây làm thế gì không biết nữa. Hoa nhìn theo ánh mắt của Tiến thì cũng sợ hãi vô cùng. Trung là em chồng của ả, cũng là tay chơi guitar của đoàn. Nếu để Trung phát hiện ra chuyện hai người Hoa và Tiến lén lút sau lưng ông Thành, trưởng đoàn văn nghệ, thì coi như xong. Giờ làm sao đây anh? Chú Trung, chú ấy đang đi qua bên này. Tiếng của Hoa gấp gáp còn hơn hồi nãy, khi mắt thấy Trung đang từng bước tiến lại gần. Tiến thấy Trung ngày càng lại gần, trên tay còn cầm theo đèn pin, thì cũng lo lắng không yên. Gã vơ vội quần áo, định dắt Hoa len lén lùi sâu vào bụi chuối. Thế nhưng dường như sự hồi hộp đã khiến tay chân Tiến luống cuống. Trong lúc không cẩn thận, hắn đã dẫm phải một nhánh cây khô. Nhánh cây bị gãy, vang lên tiếng động. Chính tiếng động ấy đã khiến Trung chú ý. Ai đấy? Ai trong đó đấy? Lại nói về Trung, hắn vốn là một kẻ nhát gan, lại ham mê rượu chè. Hồi tối khi đoàn diễn xong, Trung tranh thủ làm vài chén. Hiện tại hơi men trong người bốc lên tận đầu, khiến hắn can đảm hơn nhiều. Vừa nghe tiếng động, Trung đã cúi xuống, nhặt một hòn gạch phăng phăng đi tới. Đèn pin trên tay chiếu rọi vào bụi chuối, như muốn xem cái đứa mà mẹ nào mới hù mình xón đái cả sắc quần. Thấy Trung hùng hổ bước lại gần, Tiến và Hoa sợ đến cứng cả người, chẳng còn nhúc nhích được nữa. Ánh đèn pin trên tay Trung soi mói mọi ngóc ngách phía sâu trong bụi chuối. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ánh sáng vàng vọt của cái đèn pin cuối cùng cũng dừng lại trên thân thể hai kẻ vụng trộm. Ngay khi nhìn thấy Tín và Hoa trong tình trạng quần áo sộc sạch, Trung chừng mắt nghiến răng ken két. Hòa biết hiện tại có giải thích cũng chẳng được, liền vội chắp hai tay vào nhau, vừa xoa suýt vừa nhỏ giọng van lơn. Chú Trung, tôi chót dại, chú. Tiếng Hòa lắp bắp chẳng nói được hết câu thì ôm mặt khóc thút thít. Tiến vốn là kẻ giả trái nhưng non hột, nhìn thấy hai mắt Trung trợn trừng, trên tay lại đang lăm lăm hòn gạch, thì sợ hãi chẳng dám mở lời. Tiếng khóc thút thít của Hoa cùng tiếng thở đứt quãng vì hồi hộp của Tiến cứ như vậy vang lên. Cả hai người cứ như vậy cúi gằm mặt như chờ đợi phán quyết của Trung. Ấy thế nhưng bầu không khí căng thẳng ấy cứ nặng nề trôi qua. Hồi lâu mà vẫn không thấy Trung có động thái gì. Tiến đánh bạo hơi ngẩng đầu nhìn lại. Gã có chút giật mình khi thấy Trung vẫn đứng đó, đôi mắt chừng lớn nhìn hai người. Khóe miệng còn nở một nụ cười quỷ dị. Đang lúc Tiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Trung mở miệng lên tiếng. Theo tao. Trung nói vỏn vẹn chỉ hai chữ đó, rồi xoay người khật khưỡng bước đi. Tiến và Hoa đưa mắt nhìn nhau, mặc dù cả hai đều cảm thấy Trung hôm nay rất lạ. Lạ từ cách hành xử cho đến giọng nói. Thế nhưng tình cảnh hiện tại đâu cho phép hai người suy nghĩ nhiều. Cả hai vội mặc quần áo, rồi rón rén bước theo sau Trung. Trên con đường giữa ấp, tiếng dép của Trung kéo lê trên đất cứ vang lên đều đều. Giữa không gian yên tĩnh của đêm tối, tiếng động đó nghe có phần ghê rợn. Anh Tiến, giờ phải làm sao? Nó muốn đưa mình đi đâu? Liệu... Hoa ôm lấy cánh tay của Tiến, lo lắng nói. Tiến cau mày nhìn vào bóng dáng khật khưỡng của Trung phía trước đáp. Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Cơ mà cái thằng khỉ gió này, sao đêm hôm rồi nó còn mò ra đây làm gì không biết? Em không biết đâu, anh làm sao bịt miệng nó đi. Để nó về đoàn kể lại chuyện hôm nay, thì Lão Thành chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Được rồi, để anh lựa lời. Nó là cái thằng nát rượu, mình dùng tiền bịt miệng nó có khi được đấy. Bây giờ cứ đi theo, xem nó định đưa chúng ta đi đâu. Tiến trấn an Hoa, sau đó lại bước tiếp. Hoa nghe Tiến nói thì cũng gật đầu. Đưa hai tay lên nắm chặt miếng ngọc gia truyền trên cổ, thầm cầu khẩn chuyện này êm xuôi. Bởi tuy yêu Tiến, ham mê sự mới mẻ mà Tiến mang lại, nhưng cũng yêu tiền cùng cuộc sống dư giả mà ông Thành chồng của mang lại. Trong đầu Hoa nghĩ, nếu dùng tiền không được, có khi cũng chả tiếc thân mà mê hoặc Chung, miễn sao gã hắn chịu im miệng. Gió thổi ngày một mạnh, từng con sóng trên mặt sông Tiền mỗi ngày một lớn, cứ như chúng đang hào hứng đón nhận một thứ gì đó. Phía trong khu đất miếu thất quỷ, rất nhiều đốm sáng vàng đang lập lòe, kèm với đó là tiếng người gọi ý ới. Quái lạ, sao tìm nãy giờ mà chẳng thấy nhỉ? Cô có chắc là ông ấy ra miếu thất quỷ không cô Vân? Bà Hương hàng xóm, một tay dọi đèn, một tay đỡ lấy bà Vân nói. Em có nhớ là đầu tối ông ấy nói phải đi kiểm tra quanh nhà, với quanh miếu xem có con gì chết, mà mùi thối bay tận vào nhà bác ạ. Bà Vân nói đoạn, thì quỳ sụp xuống trước miếu thất quỷ, vừa khóc lóc vừa bái nại. Miệng lẩm bẩm khấn xin các ngài mở đường chỉ lối, phù hộ cho ông Dĩnh bình an vô sự. Gió thổi ngày một mạnh, từng con sóng trên mặt sông Tiền mỗi ngày một lớn, cứ như chúng đang hào hứng đón nhận một thứ gì đó. Phía trong khu đất miếu thất quỷ, rất nhiều đốm sáng vàng đang lập lòe, kèm với đó là tiếng người gọi ý ới. Quái lạ, sao tìm nãy giờ mà chẳng thấy nhỉ? Cô có chắc là ông ấy ra miếu thất quỷ không cô Vân? Bà Hương hàng xóm một tay dọi đèn, một tay đỡ lấy bà Vân nói. Em có nhớ là đầu tối ông ấy nói phải đi kiểm tra quanh nhà, với là quanh miếu, xem có cái con gì chết mà mùi thối nó bay tận vào nhà bác ạ. Bà Vân nói đoạn thì quỳ sụp xuống trước miếu thất quỷ, vừa khóc lóc vừa bái lạy, miệng lẩm bẩm khấn xin các ngài mở đường chỉ lối, phù hộ cho ông Dũng bình an vô sự. Ngay lúc bà Vân dập đầu bái lạy đến cái thứ ba, thì phía hàng rào sâm bụt vang lên tiếng hô. Ôi giời ơi, ông Dũng, ông ấy trúng gió đang nằm ở đây này các bác ơi. Bà Vân nghe thấy có người nói tìm thấy ông Dũng thì òa khóc, bái lạy thêm mấy cái thì cùng bà Hương chạy nhanh qua. Lúc này mấy người hàng xóm cũng từ bốn phía kéo tới, đèn đuốc sáng trưng soi rõ cả một khu. Trước mắt mọi người, ông Dũng đang nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân lấm lem. Bà Vân thấy chồng nằm im bất động thì lao tới ôm lấy mà gào khóc. Tay chân luống cuống xoa nắn khắp thân thể như muốn kiểm tra xem ông Dũng còn sống hay đã chết. Nào, nhà chị Vân này tránh ra đi để tôi xem. Cô thì biết cái gì mà nắn với chả bóc. Trong đám người có một mặt tại đó vang lên tiếng nói giả nua. Kế đó một ông cụ tuổi độ 80 ngồi xuống, đưa tay nắm lấy hai cổ tay của ông Dũng kiểm tra. Bà Vân biết ông cụ kia là ai, nên cũng ngừng khóc lóc, ngồi sang một bên lo lắng hỏi. Cụ Phong ơi, nhà cháu có sao không cụ? Sao lại lạnh toát thế này cụ ơi? Ông cụ Phong hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang tập trung lắm. Một lát sau cụ Phong mới mở mắt nói. Chưa chết được đâu mà nhà chị sợ. Mau đem anh ấy vào trong nhà. Tôi tự có cách cho chồng chị tỉnh lại. Nhanh lên, chậm nữa là chết thật đấy. Cụ Phong nói đoạn, liền đứng lên chắp tay sau lưng, đi thẳng về nhà bà Vân. Mấy người hàng xóm thấy cụ Phong nói vậy, thì nhìn nhau ra điều khó hiểu, nhưng cũng không dám chậm trễ. Cả đám vội mang theo ông Dũng tiến vào nhà. Vừa vào tới nhà, ông cụ Phong đã hắng giọng. Đàn bà con gái xuống bếp đun nước pha chè. Lúc nhà anh Dũng đây chưa tỉnh lại, cấm có ai được bén mảng lại gần. Nước chè nhớ là phải nấu thật đặc đấy. Còn mấy anh đàn ông thì ở lại phụ tôi một tay. Cụ Phong nãy giờ đưa tất cả mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người ai cũng ôm một bụng nghi hoặc. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mở miệng thắc mắc một câu. Bà Vân mặc dù lo cho chồng, nhưng thấy cụ Phong nghiêm nghị nên cũng đành nghe theo. Cả cái ấp này ai mà chẳng biết đến cái tay nghề bốc thuốc trị bệnh của cụ Phong. Hiện tại có cụ Phong ở đây, bà Vân cũng bớt lo lắng đi phần nào. Ngay khi mấy người phụ nữ vừa đi xuống bếp lo nấu nước nhặt chè xanh, thì phía trên nhà ông cụ Phong bắt đầu vào việc. Ông cụ sai mấy người đàn ông đem quần áo ông Dũng cởi hết ra. Tất cả được tẩm dầu hỏa đem ra sân đốt sạch. Tất cả vừa xong xuôi, thì dưới bếp tiếng bà Hương chóe chóe vọng lên. Nước chè xong rồi cụ Phong ơi! Cụ Phong nghe vậy thì hử. Kế đó sai một thanh niên đi xuống đem nồi nước chè, còn đang nóng hổi lên nhà chính. Anh thanh niên nọ vâng dạ rồi đi ngay. Một lát sau, anh ta đem lên một nồi nước chè đang còn nghi ngút khói. Cụ Phong nhìn nồi nước chè đặc quánh thì gật gật đầu. Kế đó cụ lấy từ trong tay này đem theo ra 4 cái bình sứ, lần lượt mở nút từng bình. Chẳng biết trong bình sứ chứa đựng thứ gì, nhưng ngay khi cụ Phong mở tất cả ra, thì sát nhà bà Vân bỗng thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Sau khi đem 4 bình nước đổ vào nồi nước chè đặc, cụ Phong lại lấy ra một cây bút, nhìn qua giống như cây cọ vẽ của họa sĩ, đem bút chấm vào nồi nước chè, sau đó nhanh thoăn thoắt hướng ngực ông Dũng vẽ lên những ký tự ngoằn ngoèo. Vừa viết, cụ Phong vừa lẩm nhẩm những câu kỳ quái, chốc chốc lại co duỗi ngón tay điểm lên ngực, bụng và trấn ông dữ, giống như thủ pháp điểm huyệt trong phim Kiếm Hiệp vậy. Mấy người đàn ông có mặt tại đó nhìn từ đầu đến đuôi sự việc thì không khỏi há mồm trợn mắt. Những biến đổi trên khuôn mặt vốn trắng bệch của ông Dũng càng khiến mấy người vừa kinh hãi vừa nể phục cụ Phong. Ngay khi cụ Phong ngừng tay vẽ, miệng cũng thôi lẩm nhẩm, thì từ dưới đất ông Dũng vốn đang bất tỉnh nhân sự, bỗng nghiêng đầu ho lên vài tiếng. Từ trong miệng ông Dũng trào ra rất nhiều dịch thể màu đỏ như máu, bốc lên mùi tanh hôi. Cụ Phong nhìn thấy thì nhíu mày, vội đem mấy tờ giấy màu vàng thấm sạch dịch thể màu đen kia, sau đó bỏ vào trong túi. Cụ ơi, bác Dũng sao rồi cụ? Sao lại nôn cả ra máu thế này? Trong đám có một người lên tiếng. Cụ Phong đưa ống áo lau đi mồ hôi trên trán, thở ra một hơi rồi đáp lời. Hiện tại xem như giữ được mạng. Các anh dùng nước chè này lau toàn bộ thân thể canh Dũng đây. Đợi nguội một chút rồi lau không bỏng. Cụ Phong nói xong thì tiến bước ra ngoài, ngồi lên cái chõng tre ngoài sân nghỉ mệt. Tất cả thủ pháp vừa rồi dường như rút cạn đi sức lực của ông cụ. Một lát sau phía trong nhà vang lên tiếng hò hởi. Bác Dũng, bác tỉnh lại rồi, tốt quá. Các bà ơi, cụ Phong ơi, bác Dũng tỉnh lại rồi. Phía dưới bếp bà Vân nhấp nhổm không yên. Hiện tại nghe thấy tiếng hô viết trên nhà thì vui lắm, chắp tay vái lại trời đất, rồi mau chóng chạy lên nhà. Phần cụ Phong thì vẫn ngồi ngoài sân. Dường như việc ông Dũng tỉnh lại đã được cụ dự liệu từ trước. Quỷ! Có quỷ! Chúng lên bờ! Chúng lên bờ rồi! Vừa mới tỉnh lại, ông Dũng đã la hét điên loạn. Bà Vân thấy vậy thì lo lắng. Bà nắm lấy tay chồng không ngừng nói chuyện trấn an. Sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng ông Dũng cũng bình tĩnh. Thấy trước mặt mình có rất nhiều bà con chòm xóm thì mếu máo nói: Mọi người mau chạy đi, bỏ xứ mà đi thôi, chúng đông lắm. Mấy người hàng xóm càng nghe càng mơ hồ. Bấy giờ cụ Phong mới rẽ đám người ra, tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt ông Dũng quan sát. Một lát sau cụ Phong mở lời: Nhà anh nhìn thấy mấy kẻ? Dạ cháu không đếm rõ cụ ơi, cơ mà đông lắm. Ông Dũng lắp bắp. Mấy người hàng xóm đứng đó tuy không hiểu ông Dũng và cụ Phong đang nói chuyện gì, nhưng vẫn im lặng, không ai dám chen vào. Nhớ cho kỹ càng, là mấy kẻ? Cụ Phong nét mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Ông Dũng tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhớ lại. Những hình ảnh kinh khủng ùa về. Ông Dũng đáp: Dạ, thực sự là đêm tối con không thể thấy hết. Nhưng lúc mê man con nghe có người nói chuyện. Mấy người đó nhắc tới 12 cái xác chết trôi. Còn nói cái gì mà một mạng người đổi một quỷ. Nghe tới đây, cụ Phong khẽ nhíu mày thở dài, khẽ lẩm bẩm: Vậy là đúng rồi. Đúng gì hả cụ? Cụ với nhà con nói gì mà chúng con không hiểu? Bà Vân nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của cụ Phong, liền mở lời. Cụ Phong lại thở dài một tiếng, kế đó nói: Mấy người vẫn cho là anh Dũng đây bị trúng gió sao? Mấy người có mặt ở đó đều nhẹ gật đầu. Cụ Phong thấy vậy liền nói tiếp: Các người nhầm rồi. Thực chất nhà anh Dũng đây bị như vậy là do quỷ khí nhập thể. Cũng may chưa bước chân ra khỏi khu đất miếu, vẫn được sức mạnh của thất quỷ che chở. Nếu không hiện tại nhà anh Dũng đây đã chẳng còn mạng rồi. Cụ Phong nói đoạn, liền lấy từ trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng hồi nãy đưa cho mọi người xem. Thứ dịch màu đỏ khi nãy nhà anh Dũng đây nôn ra, tôi đã dùng bùa lau đi. Các người nhìn vào liền biết. Mấy người đàn ông khi nãy có mặt ở đó liền chụm đầu vào quan sát. Khi vừa nhìn vào mấy tờ giấy, tất cả đã kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước. Bởi dính trên lá bùa không phải chất dịch màu đỏ hồi nãy, mà thay vào đó là một khối đen đặc nhầy nhụa đang bốc lên mùi hôi thối đến lợm họng. Chuyện này là sao hả cụ? Rõ ràng hồi nãy mà cụ nói đây là bùa, không lẽ cụ là thầy pháp? Một người trong đám lắp bắp nói, dường như sự việc trước mắt đã khiến người đó thực sự sợ hãi. Cụ Phong nghe vậy thì lắc lắc, kế đó nói: Hai chữ thầy pháp, ta thật hổ thẹn không dám nhận. Bởi ngày trẻ ta bôn ba khắp nơi, may mắn gặp được cao nhân, người chỉ dạy rất nhiều. Thế nhưng ngày đó ta một lòng chỉ muốn học y thuật, đạo pháp chỉ biết chút ít sơ qua. Chuyện đang xảy ra nơi đây ta e là không tầm thường đâu. Từ ngày có xác chết trôi dạt vào bến nước ấp này, ta đã cảm nhận thấy có chuyện chẳng lành. Chỉ là ta sức lực có hạn, lại cũng không biết đoán được nguyên do, nên đành chịu. Mãi cho đến khi cái xác thứ 12 trôi dạt vào đây, ta mới nghĩ tới một điều. Nói tới đây, cụ Phong lại thở dài, hướng ánh mắt về phía bến nước. Ánh mắt của cụ mang theo sự lo lắng. Mấy người còn lại thấy vậy thì ai cũng sốt ruột. Những sự việc xảy ra tối nay họ tận mắt được trông thấy, nên những lời cụ Phong nói vừa rồi hầu như ai cũng đều tin tưởng. Có người không nhịn được thúc giục: Cụ nghĩ tới chuyện gì? Cụ nói chúng cháu nghe với. Ấp mình không lẽ sắp gặp nạn sao hả cụ? Không những là nạn, mà là đại nạn. Thập nhị đại sát một khi xuất hiện thì sinh linh đổ thán. Thập nhị đại sát, phải chăng ám chỉ 12 xác chết trôi phải không cụ? Ông Dũng sau một hồi nghỉ ngơi, hiện tại hơi thở cũng ổn định, liền nói ra nghi vấn của mình. Bởi trong lúc mê man, ông cũng nghe có người nói đến chuyện 12 cái xác là nguồn cơn của mọi việc. Ông cụ Phong nghe ông Dũng nói thì gật đầu đáp: Phải, thập nhị đại sát ám chỉ 12 người mang âm mệnh, lại sinh vào giờ chí âm, ngày rằm tháng 7. Thầy ta từng nói đại sát này không thể khiển cũng không thể cầu, không một ai có thể chi phối nó. Nói dễ hiểu hơn, đại sát này không phải do con người sắp đặt, mà dựa vào nhiều yếu tố để tự hình thành. Ví dụ như những nơi âm khí nặng nề, phát sinh chém giết oán khí tích tụ, dễ dẫn dụ sát tinh quy nhất. Tuy ta không phải dân bản xứ, nhưng cũng sống tại đây mấy chục năm nên biết rõ. Nơi đây gắn liền với chiến tích Rạch Gầm Xoài Mút. Năm xưa tại đây đã chôn thay hàng ngàn quân Xiêm. Có lẽ đám giặc cướp đó chết đi vì lý do gì đó không siêu thoát được, nên lâu ngày oán khí tích tụ, dẫn dụ sát tinh. Chỉ tiếc ta đạo hạnh thấp kém, không phát hiện ra sớm, để đến tận lúc thập nhị đại sát quy tụ mới nhận ra thì đã muộn. Nhưng mọi người yên tâm, chuyện này ta không xử lý được, nhưng sư đệ của ta nhất định có thể. Ngay khi nhận ra đại sát quy tụ, ta đã liên lạc với ông ấy, liệu chừng 1-2 ngày nữa sẽ tới đây. Tất cả mọi người có mặt tại đó nghe vậy thì nét mặt cũng giãn ra đôi chút, mặc dù vẫn còn mơ hồ về cái gọi là thập nhị đại sát, nhưng trong thâm tâm ai nấy đều hiểu chuyện sắp xảy ra nơi miền quê vốn yên bình này khẳng định là rất đáng sợ. Các bạn thân mến, vậy liệu rằng cái điều gì đáng sợ sẽ xảy đến với cái ngôi làng yên bình này? Thập nhị đại sát là ai? Và nó sẽ gây ra một cái họa kinh khủng như thế nào cho dân làng nơi đây? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ở những phần tiếp theo. Thuận xin phép dừng cái câu chuyện này tại buổi tối ngày hôm nay tại đây. Thì ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tiếp nhé. Câu chuyện này sẽ chia thành 3 phần. Phần đầu này thì chúng ta có thể biết đại khái được rằng đây là một cái ngôi làng mà vốn rất là yên bình, bên cạnh một cái dòng sông đã từng xảy ra một cái đại nạn rất là kinh khủng và cuốn đi rất là nhiều người chết. Rồi bây giờ lại có sự xuất hiện của thập nhị đại sát nữa. Thì rồi ngôi làng này sẽ gặp phải một cái đại nạn. Và đến đoạn cuối thì chúng ta thấy được rằng là chính cụ Phong đã mời được người đệ của cụ Phong tới để có thể giúp đỡ cho dân làng thoát khỏi được cái kiếp nạn này. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp vào buổi tối ngày mai 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé. Cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Đó là một điều Duy Thuận cũng như ban biên tập, những người ekip của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cảm thấy cực kỳ là trân trọng và trân quý cái tình cảm của mọi người. Và mình cũng hứa là sẽ luôn luôn tìm tòi và khám phá ra những cái câu chuyện hay để gửi tặng tới cho tất cả các quý khán giả. Hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ nhiều hơn nữa cho Duy Thuận trong thời gian sắp tới. Cảm ơn, chúc mọi người một đêm ngon giấc.